Hello, xin chào chị các bạn. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Em lại về thêm Nokia C300 mới 100% full hộp của nhà mạng AT&T. Đây, đó. Thông tin toàn tiếng Anh không? Đó. Con này là ngày xưa của nhà mạng AT&T, nhờ Nokia làm, bỏ vô cái hộp vậy. Đó. Rồi mua máy được tặng sim. Đó, đây là sim của nhà mạng AT&T. Đó. Để em quay nè, đó thông tin sản xuất Made in Mexico. Trong hộp này á, đúng ra là lúc mà em nhận máy á, là nó mới tinh trong hộp luôn. Nhưng mà em phải khui ra, anh hiểu không? Này, em khui ra nè. Em khui ra để em coi nó mở mạng chưa. Nếu mà chưa mở mạng thì em đi mở mạng cho rồi khách nào mua em gửi luôn. Tại vì hồi xưa em có gửi nhiều lần rồi. Em về vậy nè, em gửi cho khách, tự nhiên khách cũng khui như vậy luôn. Mở ra, chưa mở mạng, rồi lại quăng máy vô gửi lại cho em, mất thời gian lắm, cho nên bây giờ em làm như luôn cho lẹ nha. Rồi ok, bây giờ là mở ra bên trong có gì. Máy mới đó, cục pin đó, bên trong là cục sạc đó. Đây cái sim của ngày xưa mà nó bán cho khách là nhìn lại như nè, đó nó đưa mỗi khung sim đó, khách mua về rồi chỉ có thấy sim thì bỏ vô máy thôi. Đó. Rồi ở dưới đây bên trong là cái gì, khách hướng dẫn đầy đủ nha. Rồi bỏ đi đi anh chị, không ngày xưa đâu cái hãng làm rất là đẹp, chuyên nghiệp đó, sách hướng dẫn này, thấy không, quá trời. Nhà mạng AT&T của Mỹ nha, tại chúng ta cũng không nhớ nữa, nói chưa đúng rồi. Ok, rồi bây giờ cục pin 5G. Cục pin này á, mà anh chị mà mua, mà anh nào đã xài C300 ngày xưa mua bên em mới rồi đó sẽ hiểu. Cục pin này sạc pin đầy á, xài có thể là 7 đến 10 ngày nha, bảo đảm 100%, xài lâu lắm. Đó, rồi bây giờ là máy. Đó, chị gọi máy nè, đó cái logo AT&T nè, thấy không? Cho nên khỏi lo vấn đề mà vỏ lô như nha. Màu này màu hiếm rồi. Sườn rất là đẹp. Đó, bên hông, em quay cận cảnh bên hông. Vỏ là máy tinh. USB thẻ nhớ. Đó, rồi bên trong mở ra, bóp hải này. Đó, nắp lưng zin. Khỏi chơi ha. Quay cận cảnh sát trong luôn đó, Made in Mexico. Chị nhìn thấy mấy cái siêu máy nè, máy tinh, thấy không đó, siêu máy máy tinh. Rồi ok, bỏ sim thử, con này đã mở mạng rồi nha anh chị, chỉ bỏ sim xài thôi. Và anh nào mà đang nghiên cứu thích cái máy nào pin xài một tuần thì coi clip này tranh thủ đi nha, em quay thách em lấy lẹ lắm. Rồi đóng nắp lại. Rồi, bây giờ cái này miếng này ra miếng anti để em lột nha, để cho dễ thấy thôi. Tại vì anh chị mua vừa phải lột, đâu có để ai để gì đâu. Lột ra đi. Đó, dán lại. Mở dễ coi xài, con này chưa tiếng Việt. Anh nào thích chạy tiếng Việt em chạy luôn. Còn anh nào thích mà để nguyên, xài vô cho đúng sưu tầm thì để luôn. Đó. Chuông là loa lớn nha chị. Đó. Em chỉ quay sơ sơ vậy thôi ha. Bên trong này cũng đơn giản, nghe gọi rung chuông đó, chưa tiếng Việt, thích là em nạp tiếng Việt xong một phát là xong rồi, 2 phút là có tiếng Việt đó. Bộ vỏ là khỏi cần vỏ lô, lo ai nói vỏ lô nha, AT&T đúng cái hộp luôn. Rồi ok,
chui sạc chui nhỏ. Anh nào thích thì alo cho em nha, lâu lâu có kỳ okay thôi. Rồi ok, cảm ơn anh chị xem clip. Camera nữa hả? Wi-Fi nữa. Số điện thoại em nè, đó. Số điện thoại em luôn. Còn 19 đâu không biết rồi, mất tiêu rồi. Rồi ok, cảm ơn chị em clip.